Mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục series mở hộp cộng đồng Sylvanian nhé. Và ngày hôm nay trước video trước đó thì chị Kim Sinh đã mở hộp về gia đình nhà gấu và gia đình nhà thỏ. Thì ngày hôm nay chúng ta có hai gia đình mới xuất hiện trong video, đó chính là gia đình nhà chó Chihuahua và gia đình nhà chuột bạch. Wow, hai gia đình này cũng dễ thương không kém gia đình gấu và gia đình thỏ đâu nha. Đầu tiên chị Kim Sinh sẽ mở gia đình chó Chihuahua trước nhé. Ok, rất là dễ thương. Như bao hộp đồ chơi khác của cộng đồng Sylvanian thì chúng ta đều có một cái catalog giới thiệu về tất cả các thành viên cũng như là các món đồ có ở đây. Ok, bây giờ cùng nhau gặp mặt gia đình chó Chihuahua nhé. Gia đình chó Chihuahua cũng có 4 thành viên. Thành viên bố, thành viên mẹ và 2 thành viên con. Đặc trưng của gia đình chó Chihuahua đó chính là màu lông. Màu lông có thêm những cái đốm xám tím. Rất là dễ thương ha. Và bây giờ chị Chim Sinh sẽ gỡ ra để lấy từng thành viên cho các em coi nhé. Đầu tiên, chị xin giới thiệu thành viên bố. Thành viên bố của gia đình chó Chihuahua tên tiếng Anh có tên là Sayer. Và ông bố Sayer này mặc một cái quần màu xanh lá cây, mặc áo sơ mi sọc vàng trắng và có đeo cà vạt đỏ. Ông bố này trông rất là điển trai và lịch lãm đúng không nè. Mọi quần áo đều có thể cởi ra nhé các em. Chân tay đều có thể xoay được khớp. Đó. Rất là dễ thương. Và ông bố của chúng ta là một người rất là yêu thương các con. Chị Chim Sinh sẽ mặc quần áo lại nha. Quần lại luôn nhé. Quần áo này người ta may theo kiểu vừa khít luôn. Ok, đã xong về ông bố của chúng ta. Tiếp tục gặp gỡ nhân vật số 2 trong gia đình chó Chihuahua, đó chính là nhân vật mẹ. Nhân vật mẹ rất là đẹp đúng không nào? Mẹ của chúng ta tên tiếng Anh, nhân vật mẹ cho Chihuahua tên tiếng Anh có tên là Conchita. Mặc áo vàng nè, một cái váy liền ha. Phần trên áo màu vàng và phần dưới chân váy là những bông hoa điểm xuyết trên nền trắng. Đây là nhân vật mẹ nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ gặp các thành viên con. Đây là hai nhân vật chó con, chó Chihuahua con thì đây. Nhân vật Chihuahua con bé trai này có tên tiếng Anh là Pablo. Pablo rất là điển trai. Mặc một cái quần màu vàng, áo sơ mi sọc xanh trắng caro. Và xin chào tất cả các bạn nhỏ ở thành viên Cần Chim Sinh Channel nhé. Dễ dàng chúng ta có thể thay quần áo cho các nhân vật ở trong cộng đồng Sylvanian nói chung và gia đình chó Chihuahua nói riêng. Dễ thương lắm nha. Ok, mặc quần áo lại nhé.
các em muốn mua những cái bộ nhân vật trong cộng đồng Svanian này thì các em có thể gọi điện thoại tới số 0979 086789 nhé. Đây là một dạng đồ chơi nhân vật, là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Rồi, xong ha. Tạm biệt. Thành viên cuối cùng của gia đình chó Chihuahua đó chính là Layla. Layla là một cô gái rất là dễ thương và cá tính. Và cô ấy đang mặc một cái váy màu vàng chấm bi trắng, có đính kèm nơ và một cái đường viền ở dưới. Dễ thương lắm nha. Layla xin chào tất cả các bạn nhỏ nhé. Layla rất là yêu màu vàng cho nên là bạn ấy đã mặc một cái bộ váy màu vàng. Dễ thương lắm phải không? Và các bạn nhỏ ơi, trong 4 thành viên của gia đình chó Chihuahua, lúc nãy mà chị Chim Xinh đã giới thiệu gồm có bố, mẹ và 2 người con, thì các bạn nhỏ cảm thấy yêu mến nhân vật nào nhất? Hãy bình chọn cho nhân vật đó bằng cách để lại bình luận tên nhân vật ở dưới video này nhé. Và mở hộp tiếp gia đình chuột bạch ha. Wow, rất xinh phải không nào? Đây là gia đình chuột bạch trong cộng đồng Svanian. Giống như các gia đình khác thì gia đình chuột bạch của chúng ta cũng có 4 thành viên, bố mẹ và 2 người con. Chuột bạch thì tất nhiên là lông phải màu trắng và bộ lông của gia đình này rất là mượt, màu trắng nhung, rất là mượt luôn. Nào, chị Chim Xinh sẽ gỡ ra từng thành viên trong gia đình để chúng ta gặp gỡ và làm quen nhé. Bộ đồ chơi này người ta buộc rất là chắc và các em sẽ không sợ là khi mà nhận được hàng thì nó sẽ bị tơi tả đâu ha. Ok, trước tiên hãy cùng gặp gỡ với ông bố của chúng ta nhé. Ông bố của chúng ta có tên là Hickory. Bố chuột bạch của chúng ta rất là phong độ, điển trai. Ok, bố chuột bạch của chúng ta mặc một cái bộ yếm màu xanh đậm, giống như là cái màu đồng phục của học sinh đó. Áo sơ mi sọc kẻ caro và trắng, có nút khuy màu đỏ. Đây là cái đuôi. Ông bố Hickory là một trong những ông bố của cộng đồng Svanian Family được rất là nhiều bạn nhỏ yêu mến. Đây, các nhân vật của chúng ta có thể bẻ được các khớp như thế này ha. Rồi, rất dễ thương nhé các em. Chúng ta sẽ mặc đồ lại. Hãy nhìn nè, có những cái cọng râu ở trên. Và cọng râu này được làm bằng cước trắng trong cho nên là nhìn xa sẽ không thấy, mà nhìn gần các em sẽ thấy. Xinh lắm nha. Mặc đồ lại nào. Bộ đồ này người ta làm có vẻ không kỹ cho nên là nó hơi bị thừa chỉ ha. Quá đẹp. Rồi, tạm biệt ông bố dễ thương của chúng ta. Sẽ gặp gỡ mẹ. Và đây, mẹ chuột bạch xin chào tất cả các bạn. Mẹ chuột bạch có tên là Imagine. Và mẹ chuột bạch đang mặc một cái đầm màu hồng, có điểm xuyến những cái bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh. Trên đằng trước có một cái chiếc tạp dề tượng trưng cho một người phụ nữ ở trong gia đình luôn lo lắng nội trợ và chăm sóc con cái. Quá xinh phải không các em? Đồ chơi gia đình Svanian cộng đồng này thì có vẻ như là cái sự phổ biến của nó chưa có hot nhiều lắm, nhưng mà chị tin chắc rằng có rất là nhiều bạn là fan của cái bộ đồ chơi này đúng không nào? Đây là dạng một đồ chơi tương tác nhân vật rất là tốt.
chúng ta có thể vừa chơi vừa sáng tạo ra những câu chuyện. Quá dễ thương. Bây giờ sẽ gặp hai nhân vật con nhé. Đây, gặp bé chuột bập trai trước nha. Bé này rất là xinh ha. Mặc một cái yếm sọc caro. Có tên là Bryce. Bryce. Đây, dễ thương lắm nha. Cái yếm này thì gởi ra nó rất là dễ ha. Xin chào tất cả các bạn nhỏ thành viên của kênh Chim Xinh Channel nhé. Mặc lại. Và bé gái trong gia đình chuột bạch, bé gái trong gia đình chuột bạch có tên là Laurel. Mặc một cái đầm màu bông hoa rất là nhí, rất là xinh. Dễ thương lắm á. Đây, sách nách và có điểm hai cái nút ở trên. Những cái đầm dạng như thế này thì rất là dễ mở. Giờ chúng ta sẽ mặc lại nha. Và mặc lại cho thành viên của gia đình chuột bạch. Ok các bạn nhỏ thân yêu ơi, và là chị Chim Xinh đã vừa mở xong hai hộp đồ chơi về hai gia đình mới ở trong cộng đồng Svanian. Đó chính là gia đình chó Chihuahua, gồm 4 thành viên, bố mẹ và hai người con. Cũng như là gia đình chuột bạch cũng có 4 thành viên. Hai gia đình này, hai gia đình nào cũng rất là xinh. Và các em cảm thấy là thích gia đình nào hơn thì hãy bình luận ở bên dưới video này cho chị Chim Xinh biết với nhé. Các em muốn mua đồ chơi này có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 để đặt hàng nha. Cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi hết video. Đừng quên like video và đăng ký kênh Chim Xinh Channel nhé. Chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu.